Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện của một bạn gái. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, em và anh ấy yêu nhau được 2 năm, đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn vất vả. Lúc yêu, mặc dù không phải lúc nào cũng có tiền cả, nhưng bạn ấy chưa từng tiếc với em một đồng. Và cách bạn ấy đối xử với mọi người xung quanh và em đều khiến em khá hài lòng. Em cảm nhận được rất nhiều sự tốt đẹp từ người ấy. Nhưng dần dần em phát hiện bạn ấy bắt cá hai tay. Đã rất nhiều lần bọn em cãi nhau về chuyện đó. Trước mặt em, bạn ấy luôn thể hiện là đã chấm dứt hẳn với họ để không phải mất em, nhưng sau lưng vẫn âm thầm qua lại. Em đã tha thứ rất nhiều lần, nhưng cho đến lúc mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, anh ấy vẫn nói là anh ấy có tình cảm với hai người và không biết phải làm như thế nào cả. Cho đến khi em làm ầm chuyện ấy lên thì anh ấy đã chọn người đó. Nhưng sau đó không phải là thái độ tuyệt tình với em, mà vẫn tiếp tục thể hiện rằng vẫn còn tình cảm với em, nhưng cũng không nói là muốn quay lại nữa. Và đến hôm nay họ đã không còn trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào của em nữa. Em biết là chị sẽ nói em rất ngu ngốc và không đáng có được hạnh phúc, nhưng hiện tại tình cảm của em dành cho họ rất nhiều, em không biết phải làm sao cả. Em mong chị cho em lời khuyên. Em thân mến, chị hiểu một cô gái còn non nớt trong tình yêu, một cô gái đang dành tình cảm cho một người đàn ông rất nhiều, thì đôi khi lý trí bị lấn át và những cái kỷ niệm, đúng không, những cái tình cảm nó chi phối mình và mình không thể làm chủ được. Mình không biết là, mặc dù em có thể biết là đúng đắn là như thế nào, nhưng em không làm được. Vậy thì bây giờ đã đến lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề rồi. Em có hai lựa chọn: một là tiếp tục để cho cái người đàn ông này chi phối mình thì cuộc đời mình sẽ bị kéo lết, cuộc đời sẽ ngày càng tăm tối, đau khổ hơn, đúng không? Mình không vực dậy lại mình thì chẳng ai vực dậy lại mình cả. Mình không trân trọng mình thì chẳng ai trân trọng mình cả. Mình không chiến đấu vì hạnh phúc của mình thì chẳng ai chiến đấu hộ mình để có hạnh phúc cả, đúng không? Bây giờ là lúc em phải tự đưa ra quyết định của mình thôi. Chị thì chị sẽ chỉ cho em cái con đường để em cần phải đi. Em thừa biết rằng những cái điều em đang làm là ngốc nghếch. Em thừa biết rằng cái điều đúng đắn là gì, nhưng em chưa làm được. Bởi vì em thiếu một điều, đó là em không biết mình xứng đáng với cái gì. Em không biết rằng em xứng đáng nhiều hơn thế. Em xứng đáng với một người đàn ông trọn vẹn với em, dành cả trái tim cho em. Ngồi lại và nghĩ cái điều này nhé. Trong khi mình ở đây đau khổ vì một cái người đàn ông không ra gì, phản bội lăng nhăng hết người này đến người khác, có tình cảm với nhiều cô gái cùng một lúc, trong khi mình đau khổ vì một người đàn ông như thế, ngoài kia có những cô gái cao giá, có những cô gái giá trị. Họ biết mình xứng đáng với điều gì, và họ chỉ cho phép cái người đàn ông đủ trân trọng họ để làm cho họ hạnh phúc thôi. Ở đó họ được nâng niu, họ được trân trọng, họ được có hạnh phúc. Còn mình, tại sao em? Đúng không? Em cũng cùng được Thượng Đế đưa đến thế giới này. Em cũng xinh đẹp, em cũng có giá trị của mình. Vậy mà em ngược đãi mình, trong khi những cô gái khác họ biết trân trọng những giá trị của họ và sở hữu cái người đàn ông biết yêu thương họ như thế nào. Còn em, cơ hội nằm trong tay em mà. Mọi thứ vẫn còn đang ở trong vòng tay của em. Vỗ tay chúc mừng mình đi. Chúc mừng bản thân bởi vì mình chưa kết hôn với người đàn ông như thế. Chứ kết hôn rồi thì cuộc đời mình mới gọi là khó khăn đây này. Còn một cô gái thực sự giá trị thì chỉ cần biết là cái người đàn ông đấy đã phản bội thôi, lượn luôn, không có cửa. Chứ không phải ngồi đấy mà cãi nhau. Tại sao phải cãi nhau với một người đàn ông phản bội hả em? Cãi nhau để làm gì? Cãi nhau để anh chung thủy á? Cái chung thủy nó là cái ý thức của con người em ạ. Người ta không có cái ý thức về sự chung thủy, hoặc người ta chỉ có đối phó trước mặt em, thì em sẽ không bao giờ có được một tình yêu trọn vẹn bền vững. Cho nên một cô gái thông minh là một cô gái quan sát, biết cái người đàn ông của mình có tố chất của sự chung thủy không. Một khi mà em đã phát hiện ra, em không cần đối chất luôn. Một khi em đã biết chắc chắn là anh ta lăng nhăng, em không cần đối chất luôn. Lượn, không có cửa để bước vào cuộc đời mình nữa. Tuổi gì, anh ta nghĩ anh ta là ai? Bỏ ra vài đồng mà nghĩ rằng có thể sở hữu được em á. Còn em phải biết như này: hầu hết những cái người đàn ông lăng nhăng và quen nhiều cô gái cùng một lúc ấy, họ có một cái thói quen nhá. Chứ không nói ai cũng vậy, nhưng mà đa số họ có một thói quen là cho tiền. Cho cô gái kia nghĩ rằng ôi, anh ấy chẳng tiếc mình tiền gì cả, anh ấy có, anh vẫn chi cho mình. Chỉ có những người đàn ông có người yêu mới rồi vẫn thường xuyên chuyển tiền cho người yêu cũ. Để làm cái gì? Để người yêu cũ nghĩ là anh ta vẫn còn yêu, và rồi tiếp tục dành tình cảm cho anh ta. Đến lúc mà sướng là anh ta lại lợi dụng thôi. Cho nên chị nghĩ rằng em phải tỉnh táo.
em không phải trò chơi cho đàn ông mà để anh ta chơi bời như thế, đúng không nào? Bây giờ cái vấn đề mấu chốt đây là anh ta là một cái người lăng nhăng trong tình yêu, đúng không? Có thể dành tình cảm cho nhiều người cùng một lúc. Có thể là anh ta chủ định là như thế, cũng có thể anh ta vô tình là như thế. Anh ta không muốn anh ta rung động trước hai người phụ nữ, nhưng anh ấy đã chung rung động trước hai người phụ nữ rồi. Thì đấy là việc của anh ta nhá, không phải việc của em. Việc của em là gì? Nếu anh là con người như thế thì anh lượn, không có cửa bước vào cuộc đời của tôi. Thế thôi, chứ không phải là mình ở đây mình còn đau đớn khổ sở còn lâu. Em ạ, tại sao? Tại sao cho anh ta cái đặc quyền đấy? Anh ta có đáng không? Bố mẹ mình đẻ mình ra là vàng, là ngọc, là châu báu, đúng không? Nâng niu mình từng tí một, chỉ thấy mình rơi nước mắt thôi là bố mẹ xót đến tận xương tủy rồi. Vậy mà để cho một người đàn ông chà đạp đến em như thế á, đúng không? Có đáng không? Tình yêu của mình nếu thừa thãi quá thì mang cho bố mẹ, mang cho anh chị em, không hơi đâu mà cho cái kiểu đàn ông như vậy cả. Lượn. Không phải là anh ta không trả lời tin nhắn điện thoại của em, mà em không thèm trả lời tin nhắn điện thoại của anh ta. Nếu đủ tự trọng và giá trị mới là một người con gái thực sự xứng đáng để có được hạnh phúc thì phải làm như thế. Còn em nói đúng, nếu em tiếp tục làm những cái điều như em đang làm thì em không xứng đáng để có được hạnh phúc, đúng không? Chẳng ai lại mang đi đến hạnh phúc cho một người mà người ta không biết tự trân trọng chính mình cả. Đó là quy luật của cuộc sống rồi. Cho nên chị nói đanh thép như vậy là để em tỉnh táo lên nhá. Rồi con người thì chẳng ai ngốc mãi cả đâu. Người ta dù có ngày người ta phải tỉnh ra để biết rằng cái gì mới là điều mình xứng đáng. Và sau này khi em có thể vượt qua mối quan hệ này rồi và em bước đến với một người đàn ông thực sự biết trân trọng em, biết yêu thương em rồi, em có biết em sẽ có suy nghĩ gì không? Em sẽ quay đầu lại và nghĩ rằng ôi, ngày xưa mình bị làm sao ấy nhở? Tại sao cái kiểu đàn ông như vậy mà mình có thể yêu được nhở? Hồi đấy mình bị làm sao ấy? Đó, em sẽ nghĩ như thế khi mà em thực sự có hạnh phúc rồi. Cho nên bây giờ chị nghĩ rằng em phải bước tiếp. Đấy là con đường duy nhất để có hạnh phúc. Đàn ông họ muốn hủy hoại em à? Ok, nhưng không cho phép anh ta làm điều đó. Đó. Còn em đủ mạnh mẽ, em làm chủ hạnh phúc của em thì em sẽ hạnh phúc. Còn để người đàn ông làm chủ hạnh phúc của em thì em sẽ đau đớn. Em thấy không, càng ngày em càng bị lụy thì em càng nhục nhã hơn trong mắt cái người đàn ông đấy, đúng không nào? Có muốn nhục nữa không? Không muốn thì mình phải vực lại cuộc sống của mình. Phải biết khinh em ạ. Nhiều khi chị nói rằng là phải biết khinh thì nhiều bạn có nói rồi, tại sao toàn lại bảo là khinh người ta, nhưng thực sự phải biết khinh những cái kiểu người như thế thì em mới hạnh phúc được. Bởi vì em khinh cái kiểu người phản bội lăng nhăng trong tình yêu thì em sẽ không thể nào dành tình cảm cho người ta được. Nhưng mà nếu mà mình vẫn tốt thì đương nhiên là mình sẽ không có được hạnh phúc rồi em ạ. Nên phải biết khinh kiểu đàn ông nào mình tôn trọng, tôn thờ, và kiểu đàn ông nào thì mình khinh. Người đàn ông biết gì giữ sự trung thủy mình coi trọng cả đời. Còn người nó không biết giữ gìn sự trung thủy, lăng nhăng thì mình khinh, mình không đẹp tiếp. Đó, khinh bỉ là nền tảng đầu tiên để em sẽ không bị đau khổ bởi người đàn ông này. Chị nghĩ rằng em nên tham gia những cái khóa học khác của chị, có tên là khóa học đỉnh cao cuốn hút khi yêu cũng như thấu hiểu tâm lý đàn ông. Thì em sẽ biết là kiểu con gái như nào được đàn ông trân trọng. Còn chính cái những cái cách ứng xử của em nó khiến cho người đàn ông hạ thấp em đó nhá, nên cần phải thay đổi dần dần để mình sẽ có hạnh phúc. Và tin chị đi, chỉ cần em thay đổi bản thân để trở thành người giá trị hơn, tốt đẹp hơn thì người đến sau sẽ luôn luôn tốt hơn người đến trước. Bởi vì cái người đến sau sẽ là một cái phiên bản tốt hơn. Bởi vì em đã có một cái phiên bản tốt hơn của mình thì em sẽ thu hút về mình một người đàn ông tuyệt vời hơn nhá. Cho nên tương lai đang rộng mở chờ em ở phía trước. Bước đến để sở hữu tương lai đó hay là quay đầu trở lại với một cái đống đổ nát, đúng không? Thì đấy là lựa chọn của em. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.